ai cũng ghen tị ước ao, nào có ai thấy Diệu Nhi khổ như thế nào. Lấy chồng tổ chức đám cưới rầm rộ vậy mà giờ đi đâu cũng phải quảng cáo là vợ anh Tú. Chồng đi làm việc mà hết phải canh trai tới lại canh gái, ngày nào cũng bắt ghen Tứ Phương. Đã làm gì đâu. Đám cưới chị gái còn phải kiêm luôn vai trợ lý ngồi điều vũ đoàn lên nhảy cho anh Tú hát. Làm vợ là chính, làm chiến sĩ diệt gián và gánh chồng trên bàn nhậu là chủ yếu. Thời gian trở lại đây, Diệu Nhi có lẽ chính là người vợ được ghen tị nhất nhì trong Vbiz. Nhất là từ khi anh Tú đi tham gia show giải trí và liên tục gây sốt vì vi rùa quá đỉnh mà tính cách cũng cực kỳ tuyệt vời. Anh Tú và Diệu Nhi là cặp đôi đã quá nổi tiếng trong showbiz Việt. Cả hai đã có một khoảng thời gian dài yêu nhau, sau đó kết hôn với một đám cưới hoành tráng quy tụ một dàn sao khủng tham gia. Thế nhưng kể từ khi anh Tú đi show ca hát của các anh trai, anh liên tục được yêu thích rầm rộ, fan nữ tăng cao, thi thoảng còn có dân mạng nhảy ra nhận chồng rầm rộ. Quá nhiều nguy cơ và đối thủ bủa vây, thế là dù đang trong thời gian nghỉ ngơi mà Diệu Nhi cũng cực kỳ bận rộn đi xác nhận thân phận khắp cõi mạng, như thể sợ có người không biết mình là vợ anh Tú vậy. Có chồng vừa đẹp trai vừa chuẩn gu cộng đồng mạng đúng là không ổn chút nào, người đi làm việc là anh Tú nhưng cô Nhi có khi còn bận hơn cả chồng. Chiến đấu với fan nữ đông không đếm xuể còn chưa đủ, Diệu Nhi còn phải canh cả đồng nghiệp nữa, gái là không thể lơ là mà trai cũng chẳng thể yên tâm. Đã không ít khoảnh khắc cô nàng than thở không ngừng khi thấy trai đẹp này sáp lại, đàn em kia xà nẹo bên cạnh chồng mình. Hết quang trung tới dương đô mic, có khi còn xỉu ngang khi nghe Hiếu thứ hai gọi anh Tú là chồng ngọt sớt nữa. Chưa dừng lại ở đó, gần đây người đẹp lại tiếp tục khó chịu vô cùng khi thấy cô nàng dancer nhiệt tình gấp nhiều lần khi biểu diễn cạnh anh Tú sĩ, khác hẳn với khi nhảy với mình. Cư dân mạng ai cũng cười mệt cho rằng Diệu Nhi cứ phải nhốt anh Tú trong nhà đi chứ đâu đâu cũng là bé ba online thế này làm sao mà chịu nổi. Có thể nói không có ngôi sao nào mà phải bắt ghen nhiều và mọi lúc mọi nơi với mọi đối tượng như cô Nhi nhà bè. Cũng trong thời gian này, dân mạng liên tục đặt câu hỏi phải chăng Diệu Nhi đang mang thai sau hàng loạt hình ảnh cô nàng mặc đồ rộng bụng khi tham dự các sự kiện thời gian này. Gần đây trong đám cưới của chị gái ruột, dân tình gần như chắc chắn khi thấy bụng của người đẹp thực sự lớn hơn trước rất nhiều. Dù người đẹp vẫn vui vẻ nhảy nhót nhưng ai cũng tin chắc cặp đôi sắp đón tin vui. Có lẽ cũng vì đang có em bé nên trong đám cưới, mỹ nhân làng hài không lên sân khấu quẩy như những đám cưới khác. Thay vào đó, anh Tú đã thay vợ lên chúc mừng và cô Nhi vẫn phải tiếp tục tất bật làm thay vị trí trợ lý của chồng. Ngồi dưới mà phải liên tục yêu cầu vũ đoàn lên nhảy phụ anh Tú, hết ý ới người này lại gọi người kia, sau cùng Kiều Minh Tuấn bị điểm mặt gọi tên. Mà nào phải chỉ có thời gian này, Diệu Nhi còn nhiều việc phải gánh vác thay chồng lắm đấy, tại mọi người chỉ thấy anh Tú cưng chiều vợ mà không thấy nóc nhà này vất vả ra sao. Cụ thể là mọi người chỉ biết anh Tú phụ trách nấu ăn chứ đâu có biết Diệu Nhi là dũng sĩ diệt gián trong gia đình, chứ anh thiếu gia Tây Hồ giống hệt bố, sợ gián. Hay trong đám cưới ngày trước của cả hai cô dâu là người cầm ly lúa mạch còn chú rể chỉ cầm ly nước ngọt thôi, ai là người gánh ai thì quá rõ rồi, đúng không? Trước đây khi đi xem vợ thi ca hát, khi bị Diệp Lâm Anh kéo lại đi nhậu cùng các chị đẹp, anh Tú đã muốn dâng vợ cho các mỹ nhân còn mình chạy lấy người rồi đấy. Chống đỡ xã hội, ngoại giao bên ngoài vẫn cứ phải nhờ nóc nhà cả, gia đình này không trông cậy vào Diệu Nhi thì trông cậy vào ai nữa. Em phải ở đây. Ủa? Có gì em thích kem. À không, đi nhậu là vợ em thích kem nên là về để dạ. Em đặng quê chị ạ.